Được. Con chó đen thì là con chó gì? Chó mực. Hay quá. Ô, có cái nít cười vô mặt gì kìa. Ủa là câu đó có nghĩa ai cũng biết. Ai cũng biết. Em đúng chơi đó. Nhưng mà chị đúng chứ hay luôn á. Bây giờ con mèo đen thì là con mèo gì? Mèo bông. Đó chưa. Bé vẫn cười. Bây giờ ngựa đen thì là ngựa gì nè? Ngựa ô. Hay quá. Vậy còn con heo đen? Heo mọi. Bảy. Heo chuột, heo bích. Tết có đi về quán tài không? Ôi em tự nhiên cờ bạc đấy. Ôi là chị khờ, chị không có đủ. Ôi nè, nếu mà chị khờ thì chị đố em nha. Heo đen là heo chuột, heo bích, vậy thì heo đỏ là heo gì? Ủa thì heo rô, heo cờ. Bảy. Chứ heo đỏ. Heo quay. Trời ơi, em khờ nghe ngửa chị. Tự nhiên đố có tiệt tùng. Bây giờ em nói chị nghe nè. Bây giờ hình hài như lúc này bước lên ca sĩ giao lưu bằng văn xuôi bình thường, chị giao lưu bằng thơ, chị hiểu không? À, là có nghĩa là mình sẽ thử về tài năng thơ. Đúng, bây giờ là cô đã tặng mọi người coi. Hôm nay đến với nơi này. Đúng. Trai xinh gái đẹp ở đầy nơi đây. Ủa sao có ơi cô vậy? Trời ơi, cái tên chị nó dần ghê luôn á. Hôm nay đến nơi này, trai xinh đẹp ở đầy nơi đây. Hay ha. Dạ. Sự nghiệp cho em chưa nghe câu thơ nào hay như chị luôn á. Rồi, em thử em thử làm thơ 6 đi, chị làm thơ 8. Rồi. Tay cầm nón lá che che. Tay cầm nón lá che che. Đúng rồi. Tưởng đâu người mẫu. Ai về ăn xin. Trời hay hay. À, tay cầm nón lá đi xin tiền đúng không? Đúng rồi. Hay hay hay. Để cầm cái gì nữa ta? Gì nữa? Cầm gì? Tay cầm ống chích quơ quơ. Có đi chích ngừa không? Có, chị đổ mũi. Tay cầm ống chích quơ quơ. Đúng rồi. Tưởng đâu bác sĩ. Ai ngờ xì ke. Trời ơi, chị biết bon hay quá. Thấy chưa? Trời ơi, nói chứ bây giờ con đem đi cẩn thận nha chị nghe. Không ai cầm ống chích cũng là bác sĩ đâu chị à. Thì đó, tới chị. Áo vàng trong bụi đứng chờ. Mời em mời. Bao nhiêu màu đâu đúng màu vàng. Chị thích màu vàng. Vàng trong bụi. Áo vàng trong bụi đứng chờ. Tưởng đâu thầy Tụng ai ngờ công an. Thiệt sự. Là đứng canh bắt tốc độ hả? Chị Vinh, cái vấn đề này chị Vinh có bàn sau mà chỉ cần nói là vi phạm là phải nạp tiền thôi, hiểu không? Ok. Yêu nhau chụp ảnh tràn lan. Ủa chị hay đăng hình bồ gì lắm này sao vậy? Không, chị hiếm lắm. Chị có đăng Facebook không? Ta thì nhiều lắm. Chị tôi hôm qua đăng hình không được coi ai thả cái kênh gì chơi với chị. Facebook đổi thực toán á chị. Bữa nay thấy lại rồi. Bữa nay có đăng hình không? Không. Nhưng mà lúc mà yêu nhau á chị đăng hình nhiều lắm. Đăng hình với bồ chị đúng không? Yêu nhau chụp ảnh tràn lan. Yêu nhau chụp ảnh tràn lan. Đăng Facebook đúng không? Đúng. Yêu nhau chụp ảnh tràn lan. Chia tay phải tốn thời gian xóa hình. Thiệt sự. Ồ, ủa dưới đây bộ hay xóa hình lắm gì vậy? Chắc chắn ai cũng trong đời xóa hình. Đúng rồi. Nếu mà xóa mà không hết thì sao? Xóa mà không hết tự mình lóc luôn. Em chỉ vậy nè, bây giờ mai mốt mình đỡ, muốn mà đỡ mỗi tay xóa hết á thì mình đang dồn một cái album. Mình tạo album, mỗi lần đi chơi với bồ kỷ niệm ngày nào mình đang vô album đó. Chia tay mình xấu hưởng album luôn. Không cần xóa từng tấm, chị hiểu không? Cũng hợp lý, hợp lý. Hợp lý. Rồi, chị cho chị qua dòng này đi. Ăn muối sẽ giúp thông minh, còn câu còn nữa hả? Ăn muối sẽ giúp thông minh. Ăn em sẽ giúp chúng mình thành đôi. Chị ơi, em không có nhu cầu. Chị mời một anh nào dưới được không? Rồi anh nào cũng có chị nào kế bên hết trơn. Trời ơi. Ủa được em ơi. Nhưng mà anh nghe em nổi da gà lắm chị. Ủa nhưng mà tại sao nổi da gà? Giới tính ổn định không? Sao tự nhiên nghe gái nói câu đó nổi da gà? Chị nói một câu coi thường em đi chị. Em sao? Em là đàn ông. Em sắp lấy vợ rồi. Em thích con gái. Ở dưới hỏi chị không kìa. Em nghe quá. Ủa bà Xuất kỳ vậy bà Xuất. Bà Xuất là chấm phân thôi. Sao? Hả? Đàn ông thiệt không? Dạ. Nghe nha. Nghe ai nghe? Mấy cục. Mấy cục nghe. Dạ, mấy cục đi. Dạ, nói chung là em sắp lấy vợ được một bàn vấn đề nó nữa gì hiểu không? Rồi. Với lại bóng có gì làm gì là anh bóng, chị hỏi em bóng không? Là em rành. Em rành lắm. Em rành ơi, nói thử coi. Bóng có nhiều tầng lớp, chị hiểu không? Ờ. Bây giờ em phổ cập chị một cái lớp bóng cơ bản nè.
để muốn mình có